Xin chào các bạn. Clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết về cách đắp phào đặc biệt này các bạn nhé. Đó là ở dưới thì là phào lõm, ở trên thì là phào lồi. Bọn mình cứ hay trêu đùa nhau gọi là cái phào úp thìa đấy các bạn. Vì là trên lồi dưới lõm nó úp vào nhau đấy thì gọi là phào úp thìa. Bọn mình vẫn hay trêu thế. Thì ở trong cái phào này thì dùng rất là nhiều cái kỹ thuật các bạn nhé. Từ vét, vê rồi thì các kỹ thuật cắt các bạn nhé. Thì cái phào này mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách cái đắp và phào lấn các bạn nhé. Có nghĩa là mình sẽ đắp nó cứ lấn dần cho đến khi hết các bạn nhé. Thì các bạn hãy chú ý theo dõi vì video rất là dài. Thì các bạn chú ý theo dõi từ đầu chí cuối thì các bạn sẽ hiểu được các bạn nhé. Thì nếu hay thì các bạn hãy chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Ủng hộ cho kênh của mình bằng một đăng ký, một like nhé. Thì sau đây xin mời các bạn vào clip. Thì cách đây vài hôm mình cũng đã đăng một cái clip về cái phào chỉ cửa sổ này rồi các bạn nhé. Thì mình sẽ đặt cái link của cái clip đó ở phía bên mô tả bên dưới video này. Thì các bạn hãy vào xem là nó cũng giống y xì như cái phào này, nhưng hôm ý là mình không có hướng dẫn các bạn nhé. Thì vì là cái buồng đó cái thời tiết rất là xấu, nó có sương mù nên quay rất là xấu các bạn nhé. Mình không quay thì hôm nay mình sẽ quay lại và hướng dẫn chi tiết các bạn đó nhé. Thì cái cách đắp thì mình cũng vẫn cứ đắp như cái phần vỏ nó đắp như thể là cái phào chỉ cửa sổ mà clip hôm qua mình cách đây hai hôm mình đăng đấy các bạn nhé. Thì các bạn hãy vào kênh của mình các bạn xem cái đắp ấy nhá. Thì đắp cái vỏ này mình không nói nữa. Thì cái vỏ này thì mình chỉ nói sơ qua là thì cái chỉ này là rộng 7 phân và dày 2 phân rưỡi các bạn nhé. Thì đây nó là cái phần vỏ dưới. Thì vừa nãy mình có nói cho các bạn biết là về cái kỹ thuật đắp lấn đấy. Thì đấy mình đắp xong cái chỉ này bắt đầu mình lại lấn một cái chỉ trên ra. Mình bắt đầu mình đóng gạch và bắt đầu mình lấn cái chỉ trên ra. Thì như thế gọi là đắp lấn. Thì còn nếu như mà nó có cái phần vỏ hết rồi thì các bạn không cần phải đắp lấn này các bạn nhé. Cứ đắp bình thường thôi. Thì đây mình có đóng thêm gia cố thêm đinh vào cho nó chắc chắn. Rồi mình đắp rất là chậm, không có tua nhanh như cái clip kia nữa để cho các bạn nhìn các công đoạn chính rất là cơ bản các bạn nhé. Thì mình cũng rất là cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã đăng ký kênh của mình nhé. Đã ủng hộ kênh của mình bằng những lượt xem này, lượt like, bình luận, chia sẻ cũng như là góp ý. Mình rất là cảm ơn. Vì là mình đăng lên là cũng chủ yếu là về cái công việc chính của mình, cũng như chia sẻ cho các bạn về cái kiến thức xây dựng, cái ít ỏi của mình biết được. Nhưng để mà bảo mình biết giỏi và xây dựng thì mình không phải là người giỏi các bạn nhé. Ngoài kia còn rất nhiều những người rất là giỏi và họ có nhiều năm kinh nghiệm, giỏi tất cả mọi thứ. Thì ngày hôm nay là cái clip mà mình đưa lên là vào đúng ngày mùng 1 tháng 1 2020 các bạn nhé. Tức là ngày Tết Dương Lịch đấy các bạn. Mình xin chúc tất cả các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe nhé. Vì có sức khỏe thì chúng ta sẽ có được tất cả mọi thứ các bạn nhé. Còn nếu như không có sức khỏe là không có gì các bạn nhé. Thì mình xin được một lần nữa chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và luôn hạnh phúc các bạn nhé. Rồi thì giờ mình sẽ dỡ thước. Kỹ thuật dỡ thước này thì các bạn lắc theo cái chiều của cái thước, là cái chiều dài của nó đấy. Chứ các bạn đừng có lắc ngang đấy kia là nó bị bong đấy các bạn nhé. Bị bong đấy thì các bạn lắc theo cái chiều dài của cái thước thì để cho nó có độ rung đấy thì là nó sẽ tách được cái thước ra. Đó. Thì giờ mình sẽ đo để mình sẽ đo lên 8 phân các bạn nhé. Đo lên 8 phân xong mình dán gạch vào thì sau đó thì đắp xuống 1 phân ấy thì cái chỉ dưới sẽ thành 7 phân các bạn nhé. Rồi tiếp tục mình sẽ là làm nòng nó thì cái nòng dưới nó sẽ là 6 phân. Còn cái này ở trên kia là mình sẽ làm ra là 7 phân các bạn nhé. Đó, mình đang làm cái góc đấy thì cái góc cũng rất là đơn giản đấy các bạn. Các bạn cứ đắp trước đi cho nó khô. Rồi sau đó là các bạn dùng bay các bạn cắt. Thì dùng một miếng xốp nhỏ các bạn xoay đi cái theo cái con mắt của các bạn nhìn nó đứng nó thẳng nó đẹp là được rồi. Cái góc thì rất là đơn giản rồi.
Ở đấy các bạn nhìn thấy mình đang ra cái tán gạch đấy, thì mình ra bằng viên gạch này của nó là 10 phân đấy, mình đang ra 5 phân rưỡi các bạn nhé. Thì sau đó mình sẽ đắp 1 phân rưỡi nữa ở đằng ngoài kia nữa, thì là sẽ là được 7 phân các bạn nhé. Thì sau đó mình sẽ vét, thì mình phải gia cố bằng đinh các bạn nhé, tiếp tục gia cố bằng đinh. Rồi rồi đây các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ đắp cái vỏ trên các bạn nhé, cái vỏ trên. Thì để như các bạn đã nhìn thấy mình đang đắp cái góc trước để cho nó ráo các bạn nhé, nó ráo sau đó thì mình cắt sẽ rất là dễ. Thì cái vỏ trên này mình sẽ đắp ra là bằng 7 cm các bạn nhé. Các công đoạn đắp đấy nó như vậy thôi các bạn. Các bạn đắp cho nó đều đều, sau đó dùng thước ta làm thôi, không có gì khó khăn nữa cả. Thì khi các bạn đắp bằng cái hệ thống phào này, mà đắp tất cả các loại phào các bạn nhé, thì các bạn nên là làm cái độ ẩm của nó ẩm một chút các bạn nhé. Tức là nếu nó khô quá mình phải tưới nước các bạn nhé, phải tưới nước cho nó đẫm một chút. Thì khi đó mình làm như cái phào lòng chuồn hôm qua, clip hôm qua mình nói đấy, thì các bạn có thể làm được là nhiều công đoạn một nhá. Chứ nếu như các bạn mà không tưới nó khô, các bạn làm đâu, các bạn phải cắt đấy, nó vừa xấu mà nó vừa lâu các bạn nhá. Là vì mình không có làm nối việc ở đấy, mình không có làm kiểu là đắp luân phiên ở đấy các bạn. Thì đây mình tưới rất là ướt cho nên là mình phải vào cắt khô một chút. Thì sau đó mình làm rồi mình vét nòng cái thứ, mình có thể là chờ đợi công đoạn được các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đánh thăng bằng các bạn nhé. Các bạn phải đánh lưu ý là đánh thăng bằng các bạn nhé. Nếu không đánh thăng bằng thì nó sẽ lệch, vì là những cái đường chỉ này nó rất dễ phát hiện ra là lệch các bạn nhé. Cả mình làm có đến lâu năm thì, hoặc là các bác thợ làm lâu năm thì các bạn cũng vẫn phải sử dụng bằng ống cân nước, chứ còn chưa ai dám khẳng định là mắt tôi chuẩn như thể là một cái máy laser các bạn nhé. Thực ra là mắt con người nhiều khi nó ảo lắm, không biết nào đâu. Rồi sau đó thì các bạn tiếp tục lao phần bên dưới. Thì cái lao phần bên dưới này các bạn chỉ lao không thôi các bạn nhé, chỉ lao cho nó phẳng thôi, các bạn bỏ lại, các bạn không cần phải xoa nhé. Đó, lý do không phải xoa là bởi vì tí nữa mình sẽ làm cái lòng phào ấy, thì mình vét luôn, thì là các bạn không cần phải xoa làm gì tất cả, xoa mất thời gian. Thì giờ mình sẽ làm cái mép trên đấy, mình đang đo ra là 7 cm đấy, thì phải đo đều ra các bạn nhé. Rồi sẽ là làm cái mép này ra là 7 cm, sau đó mình sẽ đắp lòng phào và rồi tiếp tục lấn một cái phào tròn lên trên các bạn nhé. À, xin lỗi các bạn, một cái phào lồi đấy các bạn, phào lồi lên trên nó, thì nó sẽ ra được cái hình phào mà như ban đầu các bạn xem clip đấy. Thì cái này các bạn phải lao thẳng và lao thước thẳng và xoa cho nó nhẵn các bạn nhé. Thì cái này cần phải xoa nhẵn ở dưới đáy của nó, các bạn không cần phải xoa các bạn nhé, vì mình sẽ phải vét nòng các bạn nhé. Rồi giờ bắt đầu vào đắp cái nòng các bạn nhé. Đó, các bạn phải bôi keo vào các bạn nhé, bôi keo vào. Đó, mình sẽ đắp cái nòng dưới trước, sau đó là sẽ đắp cái nẹp nòng dưới trước, sau đó mình sẽ đắp tiếp vào trong cái nòng trong các bạn nhé. Đó, mình đắp cái nẹp nòng dưới trước. Sau đó mình sẽ lao thước các bạn nhé. Anh Tuân bên kia là anh vẫn đang cũng làm đấy, và anh sẽ lấy cái số đo của mình, vì mình làm cái cửa to hơn, mình làm cửa to hơn và mình làm trước, thì anh ấy sẽ lấy cái số đo của mình các bạn nhé. Vì mình làm trước là mình làm cái cửa đầu tiên là ở cái tầng tum đấy, ở trên đầu mình đấy các bạn, có một cái hệ thống cửa đó. Rồi giờ mình lao xong rồi mình sẽ tiếp tục là làm nòng các bạn nhé. Thì đấy các bạn, cái chỗ này thì các bạn cần phải nhẹ nhàng các bạn nhé, thật nhẹ nhàng,
nó và làm cho tương đối tròn tròn này các bạn nhé, thì khi vẽ rất là dễ các bạn nhé. Đó đấy các bạn thấy mình làm ở chỗ này đấy rất là nhẹ nhàng các bạn nhé, nên là để cho nó tròn đều ấy thì khi mà vẽ nó sẽ nhanh hơn các bạn nhé. Rồi sau đó các bạn đắp vữa xong rồi các bạn vẽ luôn các bạn nhé, vẽ luôn. Thì cái kỹ thuật vẽ hôm trước mình đã nói rồi, hôm nay mình sẽ nói lại một lần nữa nhé, là các bạn sẽ vẽ từ dưới lên trên các bạn nhé. Đó, vẽ từ dưới lên trên. Đó, để cho nó kéo cái vữa lên trên các bạn nhé. Nếu các bạn mà vẽ từ trên xuống dưới á, nếu các bạn mà đẩy từ trên xuống dưới mà khi mới này á thì là nó sẽ bị xô vữa xuống dưới, thì đương nhiên là cái lòng phào nó sẽ bị lệch các bạn nhé. Đó, sau đó là mình tiếp tục mình vẽ ngược trở lại là vẽ từ trên xuống dưới để cho nó tạo độ bóng các bạn nhé. Sau đó mình dùng rửa sơn mình quét ở cái chỗ mép trên, còn nếu như ướt quá thì các bạn để lại nhé, các bạn để lại lúc nào các bạn cảm thấy nó khô nó ráo rồi thì các bạn hạn quét rửa sơn nhé, còn nếu lúc nó ướt quá mà các bạn quét thì nó sẽ bị vết đấy. Rồi đấy, mình sẽ do là nó ướt thì mình sẽ là để lại, mình tiếp tục làm cái mi trên cái phào lồi đấy các bạn nhé, tiếp tục gắn gạch để làm phào lồi. Thì cái dàn phào lồi này cũng tương tự như vậy các bạn nhé, thì cũng vẫn là chỉ dưới là chính là cái mặt mà mình vừa vét xong đấy, mình vừa làm xong đấy thì là 7 cm các bạn nhé. Thì còn ở trên á, ở trên thì do là mình hướng dẫn các bạn về cách đắp lấn đấy các bạn nhé, thì tất cả đều lấn đấy, thì ở trên mình sẽ ra 5.5 cm các bạn nhé. Sau đó mình sẽ vét cái lòng phào lồi á bằng với cái mặt gạch, sau đó mình sẽ lấn tiếp một cái chỉ nữa ra, thì đó gọi là phào lấn đấy các bạn nhé. Thì đó các bạn nhìn thấy viên gạch 10 phân đấy, mình ra bằng với cái mép 7 phân đấy, mình ra đấy bằng 5.5 cm đấy các bạn, tức là bằng hơn nửa viên gạch một tí đấy. Thì giờ nó mới ráo rồi, bắt đầu mình mới lại quét thử sơn các bạn nhé. Đó, và mình lại sẽ làm cái phần góc này. Đó, thì cái hay của cái việc mà mình tưới nước á, mình làm độ ẩm cao á, đấy có nghĩa là mình sẽ chờ được, mình chờ mình ra cái đường gạch kia, thế là mình lại để đấy cho nó khô cái đường gạch đó, nó có độ rít cao đấy, thì là mình lại làm tiếp tục làm dưới này, thì thế là mình không có phải ép quá nhiều xi bột các bạn nhé, mình chỉ ép vừa phải thôi, thì là mình bỏ đấy. Rồi bắt đầu giờ mình sẽ cắt các bạn nhé, thì dưới này mình sẽ cắt là bằng một thân chỉ thước nẹp đấy các bạn, tức là bằng 1.2 cm đấy các bạn, bằng 1/2 đấy. Đó, giờ mình sẽ cắt. Thì cái kỹ thuật cắt này các bạn dùng cái bay nó sắc tí bén thì các bạn cắt nhé, và cắt cho đều tay vào. Đó, sau đó mình dùng một miếng xốp nhỏ mình lao cho nó thẳng cái mép. Rồi bây giờ mình sẽ đắp tiếp cái lòng phào lồi, và cái góc kia thì mình lại để lại để sau khi mình đắp xong ấy, đắp xong vào cái phào lồi này thì mình lại quay trở lại mình cắt cái góc nó, thì để cho cái phào lồi trên phào lồi đấy nó được ráo hơn các bạn nhé. Mình làm như thế nó rất là nhàn các bạn nhé, không có phải là lo nó cháy rồi là lo nó khô rồi này kia, cứ từ từ mà làm, bình tĩnh mà làm, thế là không phải đi đâu mà vội thôi cả. Đó, thì cái hay của cái việc tưới nước là như vậy các bạn nhé, tưới nước tạo độ ẩm đó. Rồi mình vẫn phải ép qua một lượt xi bột rồi để đấy. Rồi mình tiếp tục cắt vào cái góc các bạn nhé, cắt cái góc các bạn nhìn thấy đấy. Rồi thì giờ mình cắt cái góc xong rồi, cái cắt góc các bạn cắt bình thường thôi nhé, mình đã cắt xong rồi, bây giờ mình sẽ quay sang mình quấn cái phào lồi này các bạn nhé. Đó, các bạn cũng làm cho nó tương đối tròn, các bạn đắp cho nó tương đối tròn này để khi mình vê nó nhanh nhé. Đó, các bạn quấn làm sao cho nó dẻo tay vào, quấn làm sao cho nó tương đối tròn này. Đó, các bạn nhìn mình làm đấy, quấn cho nó tròn tròn tí thì đều đều một chút, sau các bạn dùng thước lao là 3-4 lần nó sẽ tròn ra, mà lao kéo theo một cái chiều nhất định. Đó, rồi đắp vào góc, tiếp tục vào một lớp xi các cắt khô các bạn nhé, và xi các khô. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu quấn các bạn nhé, thì các bạn cũng vẫn dùng kỹ thuật là quấn từ dưới lên trên các bạn nhé. Đó, thì cái phào lồi này thì các bạn chỉ được phép là vuốt từ dưới lên trên là chủ yếu các bạn nhé, nhưng đừng có lại vuốt từ trên xuống dưới các bạn nhé,
đừng có cố gắng vuốt từ trên xuống dưới, chẳng thì nhỡ là nó các bạn mà làm quá tay là nó sẽ bị bung cái mép trên đấy, nó rộng luôn nhá, nó rộng luôn đấy. Thì các bạn quấn từ dưới lên trên đấy, như mình đấy, quấn từ dưới lên trên, rồi quấn lên cho nó đều tròn. Là thiếu các bạn bỏ thêm vữa vào, nó chúng mình thiếu đây mình bỏ thêm vữa vào, bắt đầu mình quấn tiếp. Rồi quấn. Đó, sau khi quấn xong thì các bạn dùng chổi sơn các bạn quét các bạn nhé. Đó, nhưng chỗ nào thiếu vữa các bạn nhớ là bỏ thêm vào, nhưng đừng cố là vét cho nó lấp hết cái chỗ đó nhá. Thiếu phải mình phải bỏ vữa vào. Rồi giờ mình sẽ quét chổi sơn đi. Thế là thành được một cái phào lồi cho các bạn nhé. Rất đơn giản đúng không các bạn? Đó. Quét chổi sơn. Rồi, những chỗ nào mà chưa được nhẵn nhụi thì các bạn tiếp tục dùng một miếng xốp nhỏ các bạn quét nhé, các bạn xoa. Đó, như vậy là các bạn đã nhìn thấy ra hình hài của chiếc phào lồi đúng không? Giờ mình sẽ quấn đến cái góc này. Các bạn nhìn vào cái quấn góc đấy, rồi dùng miếng xốp nhỏ các bạn làm cái góc này cho nó đẹp. Đó, rồi tiếp tục đấy, các bạn thấy chưa? Bắt đầu mình lấn tiếp một cái chỉ nữa ra. Đó. Rồi cái đắp cái chỉ này thì đơn giản đúng không các bạn? Nó đắp cái chỉ này thì các bạn đắp cho nó ra khoảng độ 1,5 cm các bạn nhé. Đó, sau khi mình lao xong rồi thì nó còn tầm khoảng độ 1,2 cm hoặc 1,3 cm đấy. Nói chung là cũng không cần phải là quá chính xác về con số này các bạn. Có thể lệch nhau một vài ly các bạn nhé, 1-2 ly. Đó, giờ mình sẽ cắt thì cái chỉ trên này á thì là mình sẽ cắt và mình làm bằng 8 cm các bạn nhé. Còn nếu các bạn mà muốn hút thêm nữa, các bạn có thể đắp tiếp 1-2-3 chỉ nữa lên trên này được, đắp cái gì đó lên trên này được. Như đây là do cái nhà này có thiết kế các bạn nhé, cho nên là thiết kế sao thì mình làm vậy các bạn nhé, không có đắp vẽ thêm làm gì tất cả. Đó, rồi mình sẽ làm cái mép đó, rồi chuyển sang làm góc. Cái góc nó thì các bạn cắt làm sao cho nó vuông vuông đi các bạn nhé, vuông rồi chúng ta bắt đầu cắt các bạn nhé. Đó, rồi như vậy là đã chuẩn bị hoàn thành một chiếc phào rồi các bạn nhé. Rồi hoàn thành ở đấy các bạn. Đi, đúng không? Đúng không?